hỗ trợ Thích Ca cân bằng tư công kiến thức tâm linh và kính thưa toàn thể quý năng lượng Phật tử, hôm nay chúng ta tham khảo tiếp về sanh thiền phổ xiết bài thứ 14 là bát không nhân quả. Đây là nguyên điều đa số chúng ta đã học Phật, dù là tăng hay ni, con người thì rất là tin tưởng tuyệt đối, mà con người chỉ còn tin phân nửa, còn người thì tin lờ mờ, chưa tin trọn vẹn. Mà người nào tin tuyệt đối thì người đó được lợi ích lớn, vì cái nhân quả xưa nay là không bao giờ sai lầm được. Nhưng mà mình tin không tới, cho nên là làm có nhiều điều trái với nhân quả thì mình phải thọ cái quả báo rất là nặng nề. Tại sao đây chúng ta thấy giờ tổ nó nói rất là kỹ, vì chư tổ các ngài là xưa nay rất là cẩn thận, vì cái người đã tiến tấn không bao giờ có lỗi lầm, dù một cái hạt bụi các ngài cũng không có tạo tác. Còn chúng ta thì phạm phu, cho nên mình tin không có đến, đôi khi mình làm rồi lại là sai lầm, rồi mình những tưởng mình làm điều thiện đó thì nó bù, nhân quả là không có bù, không có bù trừ. Ví dụ như một con người chúng ta bình thường làm siêng năng, rồi khi mà mình làm lỗi điều gì đó thì như là cha mẹ ông bà có thể là phụ trừ ở siêng năng, cái này nó lỡ cho nên mình giảm tội nhẹ, đáng lẽ đánh bụi rồi đánh non rồi thôi, rồi mình giảm cho nó năm rồi, đó là cái sự bình thường. Nhưng mà nhân quả thì không có giảm được, vì tổ sư cái này nói là đời trước mình có tâm tiền, cái đoạn đường nó là 1.000 bước, mình đi là 999 bước rồi, và đời sau mình đi một bước nữa đến nơi. Còn có người mình thấy là tu rất là cẩn mật, 40 năm 50 năm 60 năm mà chưa kiến tánh, vì đời này mình mới đi và đời trước mình đi được mới có 2-3 bước thôi, cho nên đời này á thì là mình đi phải là nhiều hơn mới đến nơi. Mình đi 10 bước thì bây giờ mình phải đi là 9 năm, 90 bước, 90 bước. Do vậy mà ví dụ như nữa là tổ sư nói là ví dụ như cái mình là cái bệnh chết đói, mà đời trước thì mình ở nơi 30 tuổi mình phải bị cơn bão đó đó, nhưng mà mình nó cố gắng thân thiện á, mình cứ đi tới không có mà tới thì mình sẽ đi qua, nó vượt qua là 30 tuổi, tức là 100 độ. Bây giờ mình cái mình tu nó lên 120 độ thì là 100 độ nó nằm yên đó, 30 tuổi nó nằm yên đó, rồi cái nhân mình nó đi nó mạnh hơn, nó lướt qua được cái đoạn 30 tuổi mình không có chết đói. Nhưng nếu mà mình nó đi mà mình làm được là 40 tuổi rồi mình làm những điều sai mấy á, cái phước mình nó hết hết thì mình sụp trở lại chỗ đó là mình phải không phải chết đói, nhưng mà tới 40 50 mới chết đói, tại cái nhân không thể mất được. Do vậy cái sự tu tập á, mình phải tin tuyệt đối vào tự tâm và cũng tin tuyệt đối vào nhân quả. Chính vì thế mà Phật đã dạy trong kinh Hoa Nghiêm, tất cả đều do tâm tạo, nhất thiết duy tâm tạo. Chư tăng ở các chùa đó mỗi buổi chiều cũng đều tụng cái bài này, tức là có công phu thì phải đọc là nhược nhân nhược được tri tâm thế nhất thiết Phật, ưng quan pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Đó là một bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm, mà tất cả các chùa chiều hôm nào công phu cũng đều phải tụng. Cho nên chúng ta phải tin lời của Phật, cô tổ là chân ngữ thật ngữ, không bao giờ dối gạt chúng ta thì mới là có lợi được lớn. Cho nên tổ dạy chúng ta là thứ 14 là có người bác không nhân quả,
mà nó không có nhân quả mình bắt chính vì thế mà phải làm lắm cái tổ dạy là người sanh thiền vì trong hàng ngày chưa từng thiết thực dụng tâm tức là mình tu giả mình tu để mà tu chưa phải là cái thật sự dụng công quyết chí tu hành để đạt đến minh tâm tiến tâm thì như là tổ nói là trong hàng ngày mình chưa từng thiết thực dụng tâm tức là chân công phu không có chân phật chưa từng buông bỏ thân tâm nhân ngã tức là ai khen thì là vui mà ai khen thì buồn mà chạy theo thế tiếp tục cái nhân ngã của mình nó rất là lớn hay đụng chạm nó không có được thì không phu không thiết thực chẳng biết tham là người nào thiền là vật gì có một quả tham thiền ngã mạn cùng người đời phỉ báng phật dối bài ra sự không phải tức là che nói thật đó dối bài ra sự không phải của phật mắng tổ thì cũng là dối tự cho là chính nói phật là đồ bài đặt pháp là ma truyền tăng là bọn vô lại mình cũng tự hủy hoại chính mình cùng với bọn người không hiểu Phật pháp, cộng thêm với người tham thiền chưa xấu điều, mang ác kiến này trong lòng, có thể chơi bời, ăn nhậu họ thích, không còn màng đến cái gì cả, như chính mình khinh Phật, khinh tổ, hại mình, hại người. Nói Phật là lộ bài đặt ra, tức là hủy cái nhân chính mình. Nói pháp là ma tiền tức là diệt cái quả của chính mình sao vậy vì trong nhân của chúng ta có chánh nhân phật duyên phật nhân duyên phật liễu nhân phật ba phật ở chung ba phật tức là pháp thân báo thân và hóa thân ở đây dịch cho cái đó là tâm thân phật ra thành là dịch ba thân phật nhưng mà không hiểu nhưng mà chúng ta thì hiểu rằng là pháp thân báo thân và hóa thân ở đây dịch là ba phật có chung đã phát chánh nhân phật tức là hủy hoại pháp thân phật báo thân phật hóa thân phật ở trên quả lại phát nhân pháp của hủy hoại pháp thân báo thân pháp hóa thân pháp ở trên quả nhân quả của phật của pháp đã phát khá thì đâu có tăng quả tức là mình chê bai Phật nói pháp không phải là của Phật nói là do cái người đời sau là do là Phật cũng dối gạt mình chưa tăng á cái người hành trì á cái người truyền bá cũng là dối gạt người cho nên có nhiều người á là chê thiền không có phải là của Phật nói mà do cái người đời sau bày đặt mà nói trắng là cái người đời sau là nói mấy bà tàu bày đặt nó nói nặng lắm nhưng mà ở đây tôi chỉ nói là do người đời sau bày đặt không tin thiền và không tin cái sự tu chứng của các vị tôn túc cho nên là nói đến thiền là các vị bác liền không bao giờ được chịu nghe nói là người đời sau bày đặt cho nên là khổ đây quả ngày đó lấy cái này ra để răng để nhắc đầu tiên chúng ta đừng có đi theo những cái người mà có những cái bằng cấp cao rồi có những cái chức vụ lớn và bài xích Phật pháp thì vô hình chung mình cũng bị đi chung đường với họ ngày nay trên mạng là bắt rất nhiều chơi thiền chơi nhân kinh điển đại thừa liễu nghĩa nói không phải là Phật nói thì cái này là đã xảy ra cái thời trước là có rồi thời nay đó là con số thì học về đó, thì mình nghĩ rằng mình là có tiến sĩ học có lớp này thì chê bai đó là những cái kinh điển này là do cái người đời sau chứ không phải Phật nói mà Phật thì chỉ nói là cái ba chánh đạo tứ chánh cần tứ như ý túc mới phải là của Phật còn như là tất qua nhất bàn có duyên là không phải Phật nói ngày nay giải đáp rất là nhiều trên mạng cũng có mà
nói qua lỗ tai tất cả các nơi cũng có, mà mình có cái duyên gặp mấy người đó mình nghe theo á thì mình cũng làm. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, mình nghe rồi mình nghiệm xét cái nào nó đúng thì mình theo, chứ đừng mình thấy cái kia có lý là khác, đúng là khác, phải là khác, đúng thì đúng mà phải thì chưa phải, phải thì phải mà đúng thì chưa đúng đó. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái câu đó, phải thì phải mà đúng thì chưa đúng, đúng thì đúng mà phải thì chưa phải. Ta lấy cái này để làm cái chuẩn để đo. Cho nên người xưa cũng đã bác như thế rồi, thì ngày nay đó và tôi nghe cũng đành đổi thay. Cho nên á thì chúng ta phải nghe thật kỹ cái lời của tổ nói, lời của tổ nói, lời của Phật nói là chân ngữ. Chân ngữ là lời nói chân thật đối với hàng thân văn. Bởi vì là nói cuộc đời này là nó khổ, rồi là các ngài nghe tin lời Phật nói khổ, quan tâm hồi khổ, hầu bất tất khổ, ái việt phi khổ, thì mình nghĩ nghĩ lại về lời đó đúng. Cho nên mình lấy tứ đế để tu hành khổ tập thiện đạo, mình chứng quả à, thì thấy có quả vị giúp được khổ đau, đó là chân ngữ. Thật ngữ thì là sinh tử và niết bàn, sự đau khổ đó là như qua đó ta đưa không, qua đó ta đưa không, thì chúng ta là nhìn lâu ngoài hư không, thấy ngoài hư không nó có đốn có đốn có đốn, mà do con mắt mình nó hỏi mình thấy qua đó ở hư không, thật sự ở trong hư không nó không có qua đó. Giống như con mắt mình bị nhầm, thì mình ngồi nhìn cái ngọn đèn thấy nó có màu xanh vàng đỏ trắng, nó lòa ra chứ không có rõ. Mình nó nhỏ thuốc uống thuốc nó hết rồi thì cái màu xanh vàng đỏ trắng của mắt nhỏ nó hết đi thì thấy không có. Có vào đó mình thấy không có xanh vàng đỏ trắng do mắt mắt nhỏ đó. Cho nên là cái sanh tử nhất là nó vốn không không thật, đó là như ngược. Cho nên lời của Phật nói thì mình phải giảng chặt chân ngữ, thật ngữ, nhân ngữ, bất ngôn ngữ, bất trị ngữ. Cho nên chúng ta tin tuyệt đối với lời của Phật nói, lời của tổ nói cũng không hề hề sai. Đôi khi lời của tổ nói có nhiều chỗ để phá chấp cho chúng ta thì như là lại là nghịch cái lời của Phật, nhưng mà ý thì lại hợp với Phật, lời có khác biệt. Đó là ở cái nơi kinh pháp Bảo Đại, do lời nói của ngài Hành Xương ngài hiểu lầm cái ý của Phật, cho nên tổ nói ngược lại, cuối cùng ngài Hành Xương cũng cũng kiến tâm vì thành tựu đạo nghiệp cho ngài Hành Xương. Cho nên tổ phải nói nghịch cái ý của ngài Hành Xương để cho ngài Hành Xương cái nghi nó đến tột cùng, rồi khai thị cuối cùng của tổ thì ngài Hành Xương liền liền kiến tâm. Nhưng mà cái ý này thì nó không trái với Phật, nó ở nơi kinh Niết Bàn. Cho nên tổ nhắc chúng ta thì rất là cũng kỹ lưỡng, cho nên nó nói buồn tha từ mình lấy bậy bạ bác không nhân quả, hai mình hai người sẽ thành cái nhân không cứu được. Thế rằng lại còn khuyên dụ người khác làm bậy, hoặc như ví dụ người ở trong chùa làm chuyện phá hoại tam bảo chẳng hạn. Phải biết thấy một hình tượng Phật, nghe một danh hiệu Phật và tam bảo, sinh trúc quan hỷ, thì cái tâm thích Phật trồng sâu giống Phật, lâu ngày nảy mầm thành cây sanh ra nhánh lá, rồi kết thành quả Phật. Trái lại với đây là không có tâm Phật, không có hạt giống Phật thì sanh ra giống ác, nảy mầm ác, sanh cây ác, nhánh ác, lá ác, kết quả ác thì địa ngục và sanh đồ vậy. Tức là mình có cái tâm ác thì là mình phải bị đọa lạc bởi tin lầm bác không nhân quả. Cho nên làm càng làm bướng thì tội địa ngục có tránh. Trong những tăng sĩ không hiểu Phật pháp bác không nhân quả,
mà người thế gian đối với trời đất, cha mẹ, sư trưởng và người đạo đức đều phải cung kính, hiếu thuận. Từ cái nhân vui này sẽ cảm cái quả vui. Ban đầu tinh thiện, kế đó kính Phật, đối với trời đất, cha mẹ, bậc trưởng thượng, thể sanh ra một chút thiện tâm, có một chút tiêu thuận, thì cảm thành cái nhân phước, rốt cuộc ác quả cảm Phật. Vì Phật cùng với thiện đồng, thiện cùng với người đồng, bằng không, nếu không tin tất cả, thậm chí chửi rủa trời đất, ngỗ nghịch với cha mẹ, thì tội ác cũng không đồng với bác không nhân quả. Tức là mình nó ngỗ nghịch với cha mẹ là đồng với tội bác không nhân quả. Cho nên các vị nghe chư Tôn Đức á, là ca ngợi những người con có hiếu thuận á, thì cảm đến trời đất, thì mưa thuận gió hòa. Mà cảm với cỏ cây hoa lá, nếu mà cảm đến thì cây hoa lá cho nó xanh tươi. Nơi nào mà mình thấy cây, mình nhìn trong một cái khu phố, một cái xóm, một làng mà cây có xanh tươi đó, thì ở nơi đó là người thiện nhiều, và có người hiếu thuận với cha mẹ nhiều. Cho nên hiếu cảm với cây cỏ thì cây cỏ xanh tươi, hiếu cảm đến người thì mọi người đều vui vẻ. Mà người hiếu thuận với cha mẹ đó thì đó là đồng với hiếu thuận với cái Phật tổ. Còn mình ngỗ nghịch với cha mẹ, ông bà thì đồng là tội với bác không nhân quả. Bởi vì mình gây cái nhân ngỗ nghịch với cha mẹ thì con cái này sau này á thì nó ngỗ nghịch lại với chính mình. Cho nên rất là rõ ràng. Cho nên người tu chúng ta làm phải thận trọng. Và tổ cũng giải tiếp chúng ta rằng bài thứ 15 là lầm đại nhân quả, tức là mình hiểu lầm. Và cái quả này, cái quả rất là lớn. Cho nên cái người tâm thiền chấp vào sự tỉnh tọa thì không có huệ, tức là một kiểu chấp mình ngồi thiền nhiều quá, mình tu gắt của kiểu á, thì như là nó không có sanh trí tuệ được. Bởi chữ chấp mình tu nhiều, ngồi thiền nhiều thì chẳng chịu khổ, thì không có phước. Không có phước thì không thể thành Phật, không có huệ thì không có thể độ chúng sinh. Cho nên các vị đến quý y á, thì trong cái bản mà quý y các vị có mấy chữ, có bốn chữ theo, bốn chữ gì? Phước, huệ, sông, tu. Thấy không? Trong cái bản quý y các vị có bốn chữ này không? Cho nên là mình phải có tu phước và tu huệ. Cho nên tổ sư có nhiều nhiều ngày á, miệt mài tu tập cho đến khi kiến tánh, nhìn lại thì thấy mình không có duyên độ rồi, bởi vì không có tu phước, tức là không bố thí cho chúng sinh, cũng không có dạy bảo cho Phật tử tu hành. Cho nên là thiếu cái phước thì các ngài đó dầu có biển tài vô ngại nói thì người ta cũng không nghe, bởi vì không có duyên duyên với người ta. Đó. Mà mình miệt mài thì làm không đó, là từ thiện không mà không lo tu không á, thì được cái phước, là hưởng cái phước đó thì chuẩn bị đó họ làm, tức là thiếu tu huệ. Cho nên phước huệ bằng nhau mà mình phải cùng thực hành trong cái cuộc sống hàng ngày. Cho nên là tổ dạy rất là kỹ, vì mỗi một cái tổ á, các ngài có cái phương tiện khác nhau. Người thì nói cái chỗ rất là rốt ráo, người thì nói rất là bình dị, để cho chúng ta theo cái duyên của đó mà thực hành. Mình hợp với cái nào thì thực hành với cái đó, và cũng đừng chê bai người khác. Mà chê bai người khác tức là ta gieo cái nhân ác rồi. Cho nên tổ khen nhìn ngợi rằng cái người đại lực lượng thì phải nên tu phước mà thường tịnh tọa thanh thiền. Tu thiền tức là về phước, là mình đối xử hàng ngày. Một cái lời nói
Thêm nhờ một cái lời nói sắc tấn để mà tôi tu hành, cũng gọi là hạnh, là phước, là cũng là gia duyên với mọi mọi người, cũng đồng thời là tham thiền. Thì tôi nói là cái người đại lực lượng thì phải nên tu phước, mà thường tịnh quả tham thiền chân thật tu huệ là rút rảnh thường tu phước. Có cái phước nhân này trọng thêm hạt giống huệ này mới thật là sự nghiệp vĩ đại thành Phật độ chúng sinh, tức là tu phước tu huệ cùng đồng thời. Gặp duyên đó thì mình làm, duyên đi qua rồi thôi, chúng ta không có đi tìm. Ví dụ mình đang tu hàng ngày rồi người ta đến lúc cửa chùa ta xin cái bánh, mà xin miếng gạo, xin đồng tiền. Ví dụ thì mình không có tiền trong túi thì mình có cái lời ngon ngọt với người ta, thì mình có 5-7 đồng thì mình cho 5-7 đồng cũng được. Cho nên cái này ngày xưa đó là hòa thượng Thiện Hoàng, ngài là thập niên 60 á, năm mấy 60 là ngài là trưởng ban quản pháp, cho nên trong túi của ngài lúc nào cũng có mang ra 2 túi á, là bỏ tiền bên đây và bên đây. Mà nếu cần mọi người lớn sinh á thì ngài mở cái túi này ra để cho, không có phân biệt cái người đó là ai. Rồi người khác lớn sinh á thì ngài mở túi này ra cho, mà 2-3 người thì móc rồi có ra chia đều, là không bao giờ trong tối này là không có tiền. Và bước trên chùa, bước ra tới cửa chùa thì người ta lớn sinh là ngày móc cho, luôn luôn chuẩn bị cho thật ra người cho đường người ta đến là xin rồi mình làm, mình đừng có phân biệt cho đó là ai. Thì giới Bồ Tát đó là mình có bố thí, mà bố thí theo cái lời nói cũng được, mình không có tiền thì lời nói, hoặc người ta hỏi á, mình biết được mình chỉ người ta. Đôi khi mình không xuyên ta hỏi là tôi không biết, mà mình biết thôi, không biết đó là mình gạt người cũng đồng thời gạt mình, đó là mình mất cái phước. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong việc đó, và thấy người ta dù cái người đó có gạ gẫm đi nữa mình cũng đừng có phân biệt. Thật sự mấy năm trước cũng có nhiều chùa rất là thiếu thốn, cho nên là tháng nào cũng đến xin. Tôi có nhiều kỳ vậy nhé, tôi thấy ông này xong rồi lúc nào cũng đi xin gạo, ông đem ông bán, dù có bán gì nữa cũng được, bởi vì có gạo mà không có nước cơm là sao ăn. Cho nên mình xin tiền người ta không cho, mình xin gạo thì cho. Cho nên trường hợp này á là tôi có làm rồi, tức là họ nói mình xin gạo đâu có tuần trước thôi, tuần sau đến xin gạo nữa, tôi nói thôi cái này đừng có bán nha, về đây nhận ăn cho bán là không có được. Thì dạ, cái chừng khoảng 10 năm sau có đến tiền thì xin sám hối, cái trước cũng đến xin thầy nhiều nhờ thì đức cũng xin đâu khác cũng cho, nhưng mà có lần thì nhận là đừng có bán. Và thật sự đó là có gạo không mà không có nước mắm làm sao ăn, cho nên có mua nước mắm về kho vẹt để ăn. Hôm nay đức xin lỗi thầy, cho nên ta làm ta xin thường đó, tức là thật ta không kiếm được việc làm, không ai muốn, và tự họ nảy sinh ra là lượm dây chai để bán, cuối cùng phần cùng quá ta phải sinh ra phương tiện rồi cuộc sống chứ, vợ chồng con cái đều sống. Rồi sau bé dây chai thì khá lên rồi là đỡ xin lỗi, thế giờ không thấy bóng dáng nữa, tức là ta phương lên được rồi. Thì có nhiều người thấy ta đến xin nhiều lần quá mình không ngại lòng, bởi vì mình cho nó mới đến, còn đến chỗ nào không cho là không bao giờ họ đặt chân đến, thấy không? Cho nên đi xin là xin chùa nào mà cũng xin, và chùa nào cho đó thì lại là họ mới đến. Sau là thấy người này đến chùa đó và mình đừng phân biệt, tức là họ với Bồ Tát rồi thì không có phân biệt người đó là lợi dụng hay không lợi dụng. Thì mình do mình tập cái tâm không phân biệt, tức là tâm luôn không tự, đó là cái hành của Bồ Tát. Tâm luôn không tự là cái hành trong sạch, không có phân biệt là tôi có đồng tiền,
tôi cho người đó nhận của tôi hoặc cho người nhận, tức là ba điều là mình không phân biệt. Cũng như các vị đó tụng kinh đó, năm lễ sở lễ tất không thực mạng, phải không? Bữa nào cũng đọc á, nếu tụng kinh năm lễ là mình lãi, hoặc là bị lãi, là tánh thường là không thực, tức là mình không có phân biệt mình là người Phật, là Phật chứng cho mình, thì tánh nó không thật. Thế còn mình ở hôm nay tôi lại Phật rất là nhiều, mình phân biệt còn lại nhiều là không được rồi, mình lại cứ lại đọc thì cứ đọc, tụng kinh là cứ tụng, chứ không nói ở nhà tôi tụng một quyển hay là tôi tụng mấy phẩm ở nhà đó, mình hôm nay lại Phật thiệt là nhiều, mình tụng là một quyển luôn suốt mấy tiếng đồng hồ, không phân biệt, mình tụng cứ tụng. Ở lúc nào mà thì nghĩ niệm Phật là lúc nào buồn ngủ cứ ngủ, mình thâm thiền á thì các vị buồn ngủ cứ ngủ, mọi người có niệm Phật có thâm thiền á thì giấc ngủ không có ác mộng, mộng đẹp không không có ác mộng. Cho nên là tổ dạy rất là kỹ, cái ngu không biết thâm thiền, lúc ngồi nhắm mắt bỗng chợt thấy ánh sáng của nghiệp tức lóe lên như đá nhám dựng chớp, liền hoa lên rằng tôi ngộ, tức là mình công phu nó bất cứ có hiện tượng gì nó xảy ra, thấy Phật thấy Bồ Tát mùi thơm ánh sáng đều là không thật, đó là nghiệp tức của mình. Nó giữa công phu và nghiệp lực nó giao tranh với nhau, nó phát sinh ra hiện tượng. Ở đây tổ nói rằng kẻ ngu không biết tâm thiền, lúc ngồi nhắm mắt bỗng chợt thấy ánh sáng của nghiệp tức lóe lên như đá nhán điểm chót, liền la lên tôi ngộ. Cái này nhiều người làm đó, miền Tây cũng có một số làm, ở miền Trung cũng một số làm, trong khi mình đang ngồi thì bất chợt mình hiểu ra được cái lý do gì đó, rồi mình cà phê với mọi người thì mình cho rằng mình ngộ, không phải đâu, đó là do cái nghiệp lực của mình và công phu nó ma sát lẫn nhau thì nó phát sinh ra cái hiện tượng đó thôi. Cũng giống như hai bàn tay của các vị chà với nhau thì nó có cái nóng, phải không? Cái nóng là do hai bàn tay ta chà với nhau, thì mình công phu tâm thiền và cái nghiệp lực của nhiều đời nó cọ sát với nhau, nó phát sinh ra hiện tượng đó, không phải là ngộ. Cho tôi hiểu lầm. Rồi lại thêm trong mộng theo nghiệp thức nổi trôi, hoặc thấy có người nói bên lỗ tai, đại quang minh tạng từ tâm sanh, rồi dối cho rằng từ đây đại sự đã xong, tâm địa đã sáng, hoặc thấy tướng Phật, thấy Bảo Tát, thấy Bồ Tát, hoặc thấy chính mình thành Phật, thuyết pháp bay lên hư không, vân vân. Rất tiếc không có người mắt sáng chứng minh tự cho là phải, tức là người xưa đó đã kiến tánh rồi thì phải trình cái sở ngộ của mình lên thầy, mà nếu nhận đời không có thầy đó thì là tư tổ dạy chúng ta phải lấy kinh điển đại thừa liễu nghĩa và lời của tư tổ mình là so sánh lại để biết là cái biết của mình nó còn tương ứng cái lời của Phật của tổ hay không, là tự mình chứng minh. Nhưng mà không có đọc kinh điển đại thừa mà cái nghiệp lực mình tự nhiên hiểu, giữa nghiệp lực và công phu nó giao tranh, tự nhiên mình hiểu được cái điều gì đó, rồi mình không có trình với ai và cũng không ai chứng minh cho mình tự mình nói mình ngồi đó, là một cái điều rất rất sai lầm. Cho nên ngài có nên là đây quả nói rất rõ với chúng ta, đó là làm đại nhân quả. Cho nên người nói rất tiếc không có người mắt sáng, tức là người đã kiến tánh chứng minh tự cho là phải, chưa ngộ nói ngộ, chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc, chưa nói có, chưa có nói có, lấy hư không làm thật, thành tội đại vọng ngữ, bị đọa địa ngục A Tỳ. Thế gian lớn nhất không gì hơn Phật nhân, sâu nhất không gì hơn Phật quả. Pháp của Phật nói ra là đại pháp thành Phật,
Vì là của Phật làm ra là đại sự thành Phật. Như chúng ta nghe đại pháp của Phật, làm đại sự của Phật, đã cảm cá nhân Phật được thành cái quả Phật, không xa lạ một chút nào. Tu nhân như vậy, cảm quả như vậy, không ngờ người ngu đem cái tâm ngu si, làm cái việc ngu, dẫu biết là ngộ giả, một lời tốt ra thành tội đại vọng ngữ, lại đem lời này ra dạy người, thành kẻ đại gian ác. Hỏi người ngộ thật thì thành Phật, người ngộ và ngộ giả thì bị đọa địa ngục, lợi hại ở chỗ nào? Ta Phật dùng đại pháp làm cho người ta thành Phật. Người chưa ngộ dối lấy sự ngộ giả, tự làm lầm mình, lầm người, do đây cô phụ tâm chư Phật, làm mù mắt trời người, khiến cho một người mù dẫn cả bọn mù kéo nhau vào hầm lửa. Hầm lửa tức là địa ngục A Tỳ. Người tham thiền hiểu có, tham suốt một đời, hoặc sinh ra đời sau tiếp tục tham nữa, chẳng những tiểu ngộ không trụ, mà đại ngộ lại càng không trụ, mới đáng gọi là khí lượng của bậc đại nhân. Ta có chân tham thật ngộ, dù cường đạo có cút cũng không mất, nước lửa cút cũng không được, một không được, nát không được. Người thật ngộ này có ngày được long tiêu mời ra, vì pháp, vì người. Có người nói, ngài là bậc đại thiện, đại ngộ, hãy đề bạc tôi đi. Người hoằng pháp ấy nói, tôi thật khổ não, thiền còn chưa vào cửa, đâu dám ngộ. Thật đúng vậy, tức là cái người đã kiến tánh rồi đó, không bao giờ tự xưng mình đã kiến tánh. Dù người ta hỏi thì mình cũng có cái lời khéo léo mà đáp. Các ngài như hòa thượng Như Lực thì như là người ta dồn ép ngài ra là đại ngộ chưa, thì hòa thượng trả lời rằng tôi là một tu sĩ bình thường, chẳng qua tôi biết cái pháp này, thành ra là đi giảng cho các người, các vị chúng ta cùng tu, các vị ngộ rồi nhớ độ tôi. Rồi đi đâu cũng dồn ép. Rồi có người hỏi thế là hòa thượng không có kiến tánh, tại sao chẳng hỏi đâu đáp đó? Tại vì tôi đưa lời nói của các vị mà tôi đáp, chứ tôi đâu có suy nghĩ gì đâu. Vô hình chung là không suy nghĩ đó, tức là tiết lộ cái thân phận của mình rồi. Rồi đó là người ta dí đến đâu thì ngài cũng nói là tôi đưa theo cái lời nói của các vị mà tôi trả lời, chứ tôi đâu có suy nghĩ gì đâu, đâu có tác ý để đáp đâu. Cho nên là cái người mà đã kiến tánh không bao giờ tự xưng mình đã kiến tánh, mà cái người tự xưng đã kiến tánh thì là chúng ta xét xem lại như thế nào, cho nên là tự mình giám trọng. Rồi một điều nữa, ngài dạy chúng ta rằng lầm tiểu nhân quả, tức là mình hiểu lầm, mình làm sai, lầm là mình làm sai rồi, nó không đúng, mình làm nó tưởng là đúng nhưng thật sự mình đã lầm và sai mà mình không có biết. Cho nên tổ dạy rằng người thanh thiền đã biết vi phạm giới của Phật pháp tăng và thánh hiền thế gian đều bị gọi lầm là đại nhân quả. Nhưng người thế gian không giảng nhân quả thì họ không biết nhân quả là vật gì, chẳng cần phải luận. Người thanh thiền hành đạo điều quan trọng nhất là lưu tâm đến nhân quả. Xưa có một vị tỳ kheo trẻ, rồi vị tỳ kheo già tụng kinh tiếng như chó sủa. Vị tỳ kheo già ấy nói với thầy tỳ kheo trẻ kia rằng, ngươi người ta tụng kinh tiếng như chó sủa, ta tha cho ngươi khỏi bị đọa địa ngục, nhưng đọa làm thân chó, còn thì ta thì ngươi phải chịu. Vị tỳ kheo trẻ khóc lóc cầu cứu. Vị tỳ kheo già nói,
Ta đã tha ngươi, ngươi khỏi bị đọa địa ngục, nhưng quả báo làm thân có còn, ta không có năng lực nghĩ cho ngươi. Bởi ngày sau vị tỳ kheo trẻ chết thảm, sanh làm thân có còn, trải qua nhiều kiếp xương chất như núi. Một con chó cò theo người lấy buôn, đi dọc đường con chó cò ăn vụn miếng thịt, bị người chủ lấy buôn ấy đánh gãy bốn chân, đem quăng ra lòng. Tôn giả Xá Lợi Phất ban bác đi ngang qua, thấy vậy lấy con cho nó ăn. Bảy ngày sau con chó chết sinh vào nhà ông đại phú trưởng giả thành đứa bé con. Thấy ngài Xá Lợi Phất đến, nó vui mừng vô hạn, liền xin xuất gia vào đạo. Ngài Xá Lợi Phất đặt tên là Quân Đề. Lại có một vị tỳ kheo thỉnh khai thị, người đấy tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Vị trưởng lão đáp rằng không rơi vào nhân quả. Tỳ kheo kia liền phóng túng phá trai phạm giới, không điều ác nào không dám làm, về sau bị đọa địa ngục. Vị trưởng lão đã lầm một chữ mà bị đọa là thân tồn 500 năm, tức là 500 đời. Tức là cái vị tỳ kheo già mình kinh cái như cái chỗ đó, thì cái vị đã chứng quả la hán. Còn cái vị tỳ kheo trẻ thì mình tụng kinh hay rất là hay, rồi khi mà vị tỳ kheo già nó tụng thì nghe là không có hài lòng, chê. Vì chê so sánh như một cái vị tăng già, tức là một vị đã kiến tánh, một vị thánh, so sánh với tiếng của con chó sủa, tức là mình gieo cái nhân. Chê thôi thì đã gieo cái nhân rồi, mà con nhân thì đang có quả. Cho nên nó cái vị tỳ kheo đó già đó là ngài có tha tâm không, biết được. Cái vị tỳ kheo trẻ chê nói với mọi người, thì ngài mới nói với cái vị tỳ kheo trẻ, ông chê bai tôi như thế là ông phải đọa địa ngục và làm thân chó, nhưng mà tội địa ngục thì ta miễn cho ông được, nhưng mà cái tội nhân quả thì ta không có năng lực để miễn cho ông. Mặc dù là sám hối nhưng mà cái tội làm thân chó ta phải phải mang, mà đến 500 đời. Thì ở đây nó là xương chất như núi. Rồi là cái đời sau đó, sanh cuối cùng con chó đó, thì là đào thai vô nhà trưởng giả. Vì có tu, có tu cho nên cái đời sanh cuối cùng mới vào nhà trưởng giả. Nhưng mà cái con chó thì nó háo ăn, nó ăn dụng cái thịt của con ông trưởng giả, cho nên giận quá là đập què rồi đem quăng ra ngà ra ngoài. Gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài ra lấy con, ngài cho ăn, tức là một vị thánh đi các cực phần ăn của mình mà cho cái loài vật ăn. Ngày cho nên tổ dạy chúng ta ngày nay có khi mình á gặp cái con vật cái là mình có thể cho cơm cho bánh cho gì cho nước cho nó uống cũng được, kiếm mà cho nó ăn đường cũng được, phải ăn chi thì nó xuống là mình là quăng nó gạo tóc ngoài cũng được. Cho nên mình nhưng mà quăng gạo tóc mình phải cứu miệng cho nó, vì mình phạm phạm phu. Còn ngài Xá Lợi Phất là vị A-la là hắn cho một cái con vật ăn, cho nên nhờ cái công đức đó mà thoát khỏi thân thần chó. Rồi khi gặp ngài Xá Lợi Phất thì xin ngài xuất gia, làm ngài đã phục cho xuất gia làm lại, tức là gieo cái nhân. Đời trước đã là một tỳ kheo trẻ, đời sau cuối cùng gặp lại người Xá Lợi Phất thì cũng là vị tỳ người xuất gia đó. Chê thôi nhưng mà phải bị đọa lạc, mà xương chất như núi, tức là trước Đức Phật Thích Ca, tức là bậc thất Phật quá khứ đó. Thì sáng cụ Phật câu lưu tôn Phật câu na hàm mô ni Phật đó. Các vị có đọc này không? À, có đọc thì vị biết từ thời quá khứ trước Đức Phật Thích Ca thì là đã thả là xuất gia rồi, là có Phật Pháp rồi, thì sao còn Thích Ca thì có ngài Xá Lợi thời Phật. Thì cái vị này nhé, thì giờ là cái nhân từ trước đã có, cho nên là cuối cùng gặp lại ngài Xá Lợi thời Phật là bậc thánh nhân đó. Rồi lại có một vị tỳ kheo khai thị, tức là ở nơi cổ Bích Trượng, ngài nương ở cái cổ Bích Trượng có câu chuyện.
là mỗi buổi sáng thì giờ đại chúng đi ra làm ruộng hoặc làm vườn, thì trước khi đi ngài cũng đã khai sĩ xong rồi là 15 phút nữa tiếng một tiếng gì đó để tên ngày nay. Còn người xưa thì cái ngày cái thì 5-7 lần gì đó rồi mới ra làm việc. Rồi chư tăng vừa làm việc mà vừa thân thiện, nó không có mất công phu. Rồi trưa về đó thì xó trai, rồi chiều á thì giờ là ngày cũng lại khai sĩ. Buổi tối, mỗi buổi tối ngày cũng được khai sĩ, có nơi đó thì khai sĩ buổi sáng và buổi chiều thôi, có nơi á thì khai sĩ sáng trưa và chiều đều là dạy chúng hết. Cho nên các vị giờ đi tổ bác con trai á, có nhiều chùa thì là không có giảng mà bắt các vị tu nhiều, có nhiều chùa thì giảng một thời, có nhiều chùa thì giảng cho các vị buổi sáng và buổi chiều. Cho nên tùy theo mỗi nơi cái ứng dụng có cái chỗ sai biệt, nhưng mà cũng đều nhắc nhở cho chúng ta tinh tấn tu tu hành. Cho nên là ngày đây khoảng mỗi tối đều khai sĩ trước khi chúng ta đi đi ngủ thì ngày đều khai sĩ một con đó, là có một cái ông già. Ông già đang đến là nghe mỗi ngày rồi thì đại chúng là giảng xong rồi đại chúng ta hết, ông già đang còn ngồi lại. Còn ngài Bích Thượng mới bước xuống hỏi ông là ai, thì ông già trả lời rằng: Bạch Hòa Thượng, con không phải người. Xưa kia vào thời Phật Ca Diếp Phật rồi nó mới là Phật Thích Ca theo trong sách Phật Tố Tứ đó. Thời vào Phật Ca Diếp, con là đường đầu hòa thượng, tức là cái trụ trì cũng trụ tại núi này, thì cũng giảng dạy cho chư tăng tu hành. Một hôm có một vị tăng đến hỏi con rằng: Bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Con đáp: không rơi vào nhân quả. Rồi cái người nghe đó á ý lại, cho nên ở đây nó là phóng túng phá trai phạm giới, không điều ác nào không dám làm, cho nên cái người đó bị đọa địa ngục. Rồi đó là cái người đáp đó thì cũng bị đọa theo và đọa nặng hơn, cho đến nay là tầm 500 kiếp rồi. Hôm nay nhờ Hòa Thượng đại từ đại bi cho con một chuyển ngữ, mà tổ sư đã kiến tánh thì mấy nhà các ngài mới có cái loại chuyển ngữ này, chúng ta bắt chước không có hiệu quả. Cho nên tổ mới nói với ông trưởng lão rằng: ông hỏi lại ta. Thì ông già mới nói rằng: bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Thì ngài Bích Thượng nói: không lầm nhân quả, tức là không che mờ nhân quả, mà nói chắc hơn là nhân quả rõ ràng. Không che mờ nhân quả tức là nhân quả rõ ràng. Ông già ngộ liền, ngộ liền rồi mới đảnh lễ cái ngài Bích Thượng, nói: con đó là con đã thoát được sanh tồn ở sau núi, thỉnh Hòa Thượng ngày mai ra đó làm cái lễ tiễn đưa như một vị tăng. Rồi sáng ra tiểu thực xong, ngài Bách Trượng tuyên bố với đại chúng rằng: hôm nay chúng ta tiễn đưa một vị tăng. Và khiến đại chúng thắc mắc, trong nhà dưỡng bệnh không có người nào mà tại sao hôm nay có tiễn đưa một vị tăng. Thì những đại chúng ra sau núi lấy cái gậy phiều sát một con trọ làm cái lễ hỏa táng như đưa tiễn một vị tăng. Rồi tối lại ngài tường thuật lại công việc đó, thì ngay cái sự kiện thực đó thì ngài hoàn bá liền tiền hộ ngồi liền, tức là ngài kể câu chuyện đó thì có một vị là kiến kiến tăng. Cho là lời nói của chư tổ, việc làm của chư tổ vô kiến vô dư, tức là không thiếu cũng không không thừa. Nhưng ở đây ngài lời quả đã nhắc lại, lại có một tỳ kheo tỉnh khai thị hỏi người lại tu hành có rơi vào nhân quả chăng. Vị trưởng lão đáp: không rơi vào nhân quả. Vị thiền cơ kia liền phóng túng phá trai phạm giới, không điều ác nào không làm, về sau bị đọa địa ngục. Vị trưởng lão vì đáp lầm một chữ
mà bị gọi làm thân trồn 500 độ, tức là không rơi vào nhân quả, thì cái người mà phát ra phạm giới cũng bị đọa, mình cũng đọa nặng hơn và đọa vào thân trồn. Còn người mà hỏi đó thì phát ra phạm giới đó thì đọa địa địa ngục. Cho nên mình đáp là một chữ thôi: bất lạc. Bất lạc là không rơi vào nhân quả. Bất bụi, bất bụi là nhân quả rõ ràng, cũng không che mờ nhân quả. Dịch văn chương một chút là không che mờ nhân quả. Mình dịch bình dân á là nhân quả rõ ràng. Mà nói nhân quả rõ ràng thì mình nghe dễ hiểu, còn nó là không che mờ nhân quả là mình còn phải suy nghĩ, thì đó là văn bác học. Cho nên cái người dịch mà có học nhiều đó thì họ dịch theo văn văn bát nhã, tức là văn chương nhiều quá, bóng bẩy quá. Còn cái người là học ít á, hay là cái vật kiến tánh mà học ít trong này, dịch trực tiếp gọn gàng dễ hiểu. Cho nên chúng ta đọc á, nhưng người nhưng mà cái văn bát nhã đó, tức là văn người có học thức đó, thì cái văn nó bay bổng. Cho nên ngài là dẫn chứng hai cái câu chuyện đó để chúng ta thấy. Cho nên ác nhất không gì hơn là lỗ miệng, một lời nói đưa người xuống địa ngục, một người một lời nói làm cho người ta liễu thoát sinh tử, cuốn khỏi cái lỗi của miệng. Phải thường tu phước huệ, người trụ lâu nơi thiền đường, tôi dám bảo đảm suốt đời không tạo lỗi nơi của miệng. Thiền đường rất thanh tịnh, rất thuần hậu, rất nghiêm khắc, rất công chính, không cho nói chuyện riêng trong suốt 24 tiếng đồng hồ. Thiện tri thức giúp cho kẻ phòng nghiêm nhặt các lỗi của thân, của miệng, của ý. Phật là đất của Phật, của ba nghiệp thanh tịnh. Tức là chúng ta ở nơi chùa đó thì nó rất lợi lớn, còn mình ở nơi ăn cốc á thì nó không bằng ở chùa. Bởi lẽ có một mình làm chủ. Nếu mà mình nó hơi ở ngớm trong người chút xíu nên thôi nay mệt quá chắc cảm rồi thôi đi ngủ chút đó, ngủ luôn. Còn nếu mình ở chùa đó thì cái giờ này trong người mình hơi ấm ấm, chứ hơi mình lạnh chút mà lại chúng đi, mình ở lại thấy nó kỳ. Mình thấy kỳ là mình theo chúng mình tu ha. Tụng kinh mình cũng theo tụng kinh, mà chúng tâm thiền mình cũng theo tâm tâm thiền, chúng làm việc mình cũng theo chúng làm việc. Chứ là mình không có diễn cớ là tôi bệnh tôi nghỉ, nhưng mà ở khóc thì mình diễn cớ là tôi hay mệt quá tôi nằm nghỉ tôi ngủ luôn, bây giờ tôi cũng tu. Cho nên chúng ta đừng ở ăn cắp, nó mất cái lời lớn, mà phải ở nơi nơi chùa. Người xưa gọi là Tòng Lâm à, Tòng Lâm là nơi thanh tịnh, tức là chùa chiền, cho đừng có ở nơi riêng biệt, nó mất cái lời lớn của chúng ta. Ở là giải thích chúng ta rằng tiểu nhân, tức là tiểu nhân quả là móng tâm, tức là nhân. Việc hành là quả, niệm trước là nhân, niệm sau là quả. Phải biết niệm niệm là nhân, niệm niệm là quả. Cho nên ở nhân gian không nên để làm một chút về tiểu nhân quả, lúc làm chẳng biết, đến lúc hiệu quả báo mới biết. Thì như thế các không phải để phòng trước khi làm lỗi chưa sanh, tức là mình trước khi làm cái điều gì đó mình phải phòng bị. Và cái phòng bị tốt nhất là chúng ta đề khởi không khởi đầu có nghĩa tình, thì mình không có làm cái gì sai lầm được, vì mình sợ mất công phu. Rồi mình cố gắng làm việc, cái làm việc đó rất là chu đáo, không thể nhầm lẫn được và không thể tạo điều ác được, cũng không bao giờ nhầm lẫn được. Chính vì thế và tổ dạy chúng ta rằng người xưa nói dè dặt trong lời nói, cẩn thận trong việc làm,
thì mới có phần tương ưng. Lại nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Chữ giác là biết đó. Tức là mình nói là không sợ cái niệm mình khởi, mà khi khởi lên rồi đó thì mình không có biết, mà mình biết đó thì nó muộn màng rồi. Cho nên là phải cẩn thận, là mình phải biết, nếu mà có làm mạnh mình phải biết liền á. Cho nên là tổ nói là không sợ niệm khởi, mình chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi liền biết, giác tức không có lỗi, tức là biết tức không có lỗi. Nếu làm được như thế, chẳng những tiểu nhân quả không còn lầm, mà lâu ngày còn biết được nhân, biết được quả nữa. Tức là chỉ đời khởi công phu có nguyên tình thôi, thì mọi lỗi lầm nó không phát sinh. Đó là ý của tổ. Ngày nay thì mình chỉ dùng cái từ là đời khởi công tôi đọc thôi, chưa biết tránh cái nào đâu. Mình tránh cái sao mà tránh? Nếu mà người mà không có tâm thiền được thì các vị niệm Phật. Niệm Phật thì đâu có làm điều ác đâu, không có làm cái gì gì sai, bởi có chánh chánh niệm, có nghi nghi tịnh. Và cái điều nữa là tổ dạy chúng ta rằng sợ lầm nhân quả. Người tham thiền đã biết người thế gian và người xuất thế gian đều sợ lầm nhân quả. Câu này nói nhiều người nói, nhưng thật sự làm đến chỗ sợ lầm nhân quả thì chẳng những người thế gian đương nhiên làm không đến, mà cho đến hàng tăng sĩ chúng ta là người không nên lầm nhân quả vậy, mà cũng nghe rằng thường ở trong sự lầm nhân quả. Người xưa nói khởi tâm liền lầm, động niệm liền trái. Câu nói quý báu này người tham thiền chúng ta đại đa số chẳng những chưa mang nổi trách nhiệm, mà còn e rằng không biết nguyên do của nó nữa, mà lại nói sợ lầm nhân quả thì thật là vô căn cứ vậy. Như thí chủ cúng tiền mua nói, để lợp nhà đang dột, người không sợ lầm nhân quả tự ý đem tiền cúng của thí chủ mua nói gạch, lại tính rằng mua gạch mua nói gì cũng đều là làm công đức cho thí chủ. Tức là sai đó, mình làm sai đó. Người ta cúng mua mình để cho mình làm chùa mua nói đó, thì mình đi mua gạch là sai. Người ta cúng mua nói nhá, thì mình mua nói. Mà bây giờ mình muốn mua nói đó, thì mình phải nói báo cho thí chủ, nói tiền này mua ngói bây giờ mới đủ rồi, thiếu gạch xây, bây giờ tôi có mua gạch được không? Cái chủ nó được thì mình xài không có lỗi. Còn người ta đó, phát tâm là công giường đó là mua ngói, mình xách tiền nó đi mua gạch, tức là mình làm lầm, mình hiểu lầm, mình làm sai. Mà mình là tự là cứ nghĩ rằng gạch hay ngói cũng làm cho nhà chùa, đó là cái điều sai lầm rất là lớn. Cho nên á, quý Phật tử ở đây á, đi cúng dường trường hạ, có đi ví dụ như là số cái mùa hạ thì là tuần nào cũng đi cúng dường, thì tôi nên nhắc các vị rằng á, là ví dụ các vị đi miền Tây cũng là 15 chùa, người ta cúng 15 năm 100 triệu hay là 150 triệu, thì các vị phải cúng hết cho cái chuyến đi đó, không giữ lại một đồng nào hết. Rồi đi nơi khác đó, thì các vị dẫn động được bao nhiêu đó thì các vị phải cúng cho hết. Chứ đừng nghĩ chỗ này nhất là cúng 150, chỗ kia cúng được 200, thôi thì mình cúng 150 thôi, 50 mình để đi chuyến sau, cái đó là cái sai lầm. Bởi vì cái phước của cái các tỉnh miền Tây ta hưởng được 150 triệu, và bây giờ mình ngắt lại đó thì mất phần cái lợi của cái tuần cắt tuần hạ đó, mà nó đang trang qua cái tuần hạ kia là không đúng nhân quả.
của người đó mà được cái phần tập hưởng cái đó. Người này mình nhận đủ cái thơm thì mình cũng cái cúng hết cái số đó cho cái đạo tràng đó, chứ không được là ngắt bớt đưa qua cái đạo tràng khác. Thì ở đây quý Phật tử làm được điều đó, bởi vì tôi có tham gia cho nên tôi nhận xét rất kỹ, vì cũng các cường hạ các vị có mời tôi đi, nhưng mà sau này có tuổi rồi đi không nổi nên tôi tự cũng có đi nữa. Chứ trước kia thì đi cúng miền Đông miền Tây và các cái nơi thì từng đều có đi, cho nên tổ dạy rất là kỹ, nhờ đọc lại cái gương luật của chư tổ cho nên mình biết được và hướng dẫn nói lại cho tất cả các Phật tử họ họ làm được điều đó. Cho nên nó là tổ dạy rất là kỹ. Như thí chủ cúng tiền mua ngói để lợp nhà đang dọn, người con sợ làm nhân quả tự ý đem tiền thí chủ cúng mua ngói đi mua gạch, lại tính rằng mua gạch mua ngói cũng đều là làm công đức cho thí chủ, hoặc cho rằng tiền vào cửa chùa phước thuộc về thí chủ, hoặc cho rằng đều dùng vào việc trong chùa chứ đâu bỏ vào túi riêng của tôi, để nói rằng mình không làm nhân quả, bèn viện ra nhiều lý do để lấy tiền mua ngói đem mua gạch. Ông thầy mua gạch này chưa thấy ý đến của thí chủ nhân quả làm rồi mà còn đem đạo lý ra để bao che, thật là lầm lớn. Tức là mình không có hiểu ý thí chủ đâu đến mua ngói chùa Long Dọn mà mình đem mua gạch là sai, mà phải mua ngói, còn muốn mua mua gạch đó thì phải nói thí chủ. Bây giờ đó có người cũng trước mua rồi, sau bây giờ chuyện này ra mua gạch đi, bây giờ gạch tân thiếu thì được, không có lỗi rồi. Ví dụ giờ mình vận động cúng tượng Phật thì nhiều người cùng góp lại đủ rồi mình ngưng liền, chứ đừng có nhận thêm. Nếu mà mình nhận thêm đó thì mình xài dòng câu khác là sai. Thì có nhiều người lầm tưởng rằng đó là mình cúng tượng Phật đủ rồi đó thì mình lấy cái tiền dư này lên qua xây chùa, sai hoàn toàn. Cho nên làm nhân quả là câu đó, nhân quả tổ dạy rất kỹ, chúng ta phải hiểu. Người có chút cửu biết nói chẳng nên mua gạch, nếu thí chủ ra ra thì ông sẽ bị chỉ trích và nói thí chủ đưa tiền mua ngói ắt có dụng ý, không nên dùng lẫn lộn, phải biết sợ nhân quả báo ứng. Ông chẳng chịu trách nhiệm việc này, nếu không có tiền mua gạch thì bớt đi vài bữa cơm để dành tiền ra mua gạch. Nếu làm việc với người ta mà để cho mình làm nhân quả bị quả báo ác thì thật là ngu dốt. Tức là có người khuyên mà mình không nghe đó thì quả báo đó ác tới thì mình chịu thôi. Người thật sự sợ làm nhân quả như sách Nho dạy, giữ miệng như giữ bình kính, phòng ý như phòng giữ cơm thành, từ đầu chí cuối không cho chút thay đổi, chứ không phải như lúc thấy mình vô sự thì tâm ý vui vẻ nói đạo đức sợ nhân quả, xong đến khi bị oan ức đến thân, hoặc bị người khinh, hoặc bị người gạt, hoặc bị người chê bai, hoặc bị người hại thì giận đỏ mặt, qua tay múa chân đấm đá, bằng mình sưng mặt chạy đi kiếm thầy kiếm thuốc. Như thế được gọi là dè dặt lời nói, cẩn thận việc làm sao, gọi là sợ lầm nhân quả sao? Lúc bình thường nói cao mà làm không được sẽ có cái nhân ác cảm cái quả ác theo sau, tức là mình phải cẩn thận trong việc làm, lời nói cũng phải cẩn thận, tức là nhân quả rất rõ ràng mà mình nói là không rơi vào nhân quả, chỉ một chữ thôi, muội và lạc thôi.
Yeah. Chú mùi, mùi là không che mờ, lạc là không rơi. Đắc lầm đó, tức là mình không hiểu sâu về Phật pháp mà đắc lầm đó, thì ra cái quả báo đó là phải gánh gánh chịu. Cho nên là đâu đó ta phải rất là rõ ràng. Cho nên các vị là trong cái Phật tử Phật đà, các vị biết trong cái ban hộ trì Tam Bảo đó, ở đây trụ trì làm rất rõ phải không? Ở cái này cũng Phật, cái này cũng Pháp, cái này Pháp tức là kinh điển á, cái luật bao nhiêu, à, chỗ kia đó là tượng Phật, làm chùa mình cũng bao nhiêu, rồi cũng cho chư Tăng ở trường hạ này, trường hạ kia. Các vị có thấy thay rõ ràng không? À, báo cáo cũng rất rõ, rõ ràng. Và đôi khi không có đi một mình mà mời các vị đi theo. Đó là việc làm rất là minh bạch. À, thì chúng ta đó, mình phải tu, tức là phải đề khỏi câu hồi đầu có mê tình, rồi mình nhìn vào cái việc làm đó, cái đâu đó nó rất là minh bạch, rồi mình làm nó cũng không có lỗi lầm. Cho nên người có tu đó, thì có trí trí tuệ, mà có trí tuệ thì làm nó không bao giờ nhầm lẫn, bổn phận ở gia đình xã hội đều được trọn vẹn, là nhờ đề khỏi câu hồi đầu có nghi tình. Đến đây kính chúc các vị